Xong chúng đẹp xuống cùng mai bóng ôn đây nên con mình nay dừng cùng chân kho chị ti cổ rộp rộng an chị ti sài ha và ngày ni khuyên ca cả sự tiết là o nó lục bóng ôn và vì vô là o nó mình đây ta là o gặp vùng đẹp liêng tại ni kia là đâu ở xa bóng ôn và chia vô rốt và chia cả sự co lục tay tay rừng tân rộng trăm nơi tập liêng đầm bay sạch sạch nơi đầm nam phục co là cảm thấy căm tại chia đầm nam trâu phô đầm ba đầm nam lâu mi đầm ca xem xem biết ba bằng phôn bạn hay lúc tay tay trâu ca phliêng bạn vì thế là đời này cứ chỉ là đời phliêng bằng phôn tay tay đâm nơi đầm nam xem xem đầm nam cảm thấy co xem xem đầm bay phục phong đầm nông sẽ được cách trú xa một con đó bạn ơi chỉ được cả nét chồng trong những việc chung con tay cả đám đông được trong đầu đầu xa đi bom bom chia phố rốt trở tay bằng rừng cùng đi bằng cao hơn cả đám trang ở bàn trang một con bạn nơi xa bật tế khám ai dưỡng cứ chiếm bật tế cả sự cam và lết cả sự cam ở bàn trang cho bay vì môn máu tìm xa cả sự cam chẳng yên còn tại phim cũng này to tư tiếng xa cả sĩ căm bóng ôn ở bên rừng không lăng với nhau bóng ôn bạn đại xa bị phục lưu quạt biển bị phục lưu cổng phong tay miền bị bắt thì hai ta sân thì sọc biển phục lưu chỉ bị xe tiết cả pra trời giờ lấy lưu bị phục lưu còn trông pro đây bóng ôn bạn thì cái này hai trời ca trời ca phục phong cả sĩ căm chỉ vì xe trâu ca trâu đại phần lất tới chữ ông co đang bay giờ tôi bò đi phúc mà chân co mái cứ chân co ó bông bồn mà ông co trâu trở ốp ông co trâu niềm mánh ông co trâu trở ma lý ông co ca bà lý cứ chữ ông co lên mùi về miền khăn trở ốp hay non chanh chân bò đất tích và để có chấm xe là còn con ít miền đặt đâm là không đặt tay không ai đi đài miền lần là hôn và sân chị đâm nơi một tiền thay đâm nơi một tiền ở Việt Nam đâm nơi một tiền lang đang đâm nơi một tiền xây tiết cứ còn con ít rắn hay quyền lần là hôn đi bóng hôn mà chấm đoan chị ăn được việc đi hôi đài thôi ôi còn con không ai miền tầm lấy miền tôn tầm lấy hay nâng tua score thì on the racket hàng co của máy made in Cambodia tôi chưa ông co đại miền của đồng tiếp lấy mũi để lên cục lô của bộ bạn đồng bay về và tay chân khang bàn tinh ra ông co dương đam bay từ và lên chưa ông co hay đoàn chân đã made from Thailand đã nói có cái nơi đã được tua score ta chưa ông co là bọc mai đại bảo bộ bạn bị thua ông co ní và để xa năng ạt tạ sinh nhàn để ạt tạ sinh nhàn là bóc luôn cứ miên lần cả ôm và dân chỉ ông co và dân chỉ sau lúc đâm được cái nông vật tê xem xây được cái nông ăn gì đấy và tay miên lần cả ôm tê bóng bầu bạn là hai bàn chia đầm lầy ní cứ chơi đầm lầy đây mình ai cặp lầy bán thôi chơi đầm lầy đây bỏ được tê mình ai chưa bán nam mình đôi chia và tây campuchia các nông công an tây đặc ca đại miền trung tha sở văn đập phù tập đây sở văn đập phù đôi chia tập đây đại sầm bầu cẩm nọ truốc chia tập đây cẩm nát sầm bạc mai đại sầm bầu tơ nói phù hò rải đại sầm bầu tơ nói phù hò chim xe rải mía đại đại chung mò ai chia và tây đại miền sầm bầu rải phù đại thôi ai có vẻ mà ra dương đây tại khan phục bán trời đã đặt ta chia sử văn ở phục nhiệm xe đem hạ sát bán ai về niêm đi cái tăng đồng văn phục bán xa bằng cao được cô đồng bồn ní được cô đồng bồn ní đây kia được cô đây sử văn ở phục hai chuyện đi và bán cha được nông a so bà ran tại nơi lưu tiên sẽ là chất tại cái bàn rộng hơi
nhưng sẽ kê ban đồng con nơi quạt đại công để đi đại công nơi khai của công sư công tập chậm gặp và xài hai các ban nó mà tục để ra tục nơi trạm một tí chiết lục bình là làm bay chia bay tay cặp con nó bằng có thể chiết như má kia mày mà đang tiết kiệm có xôm thay em nó phun những kia chưa đâu đại bằng phun tay tay giờ này phê về lia chân lại chân xe chân cầm mình để lơ ai nâng chân subscribe để lơ video rồi bằng nhom ai tôi hỏi bằng phun từ học kia chăm từ tua vô nơi tôi tập tiếp play play đại kiểm ba tay tay đặt vô tôi bây giờ về đi trong cầm long kê tay cầm phun tay riêng bằng ao bằng chụp chuông tay cái bát nơi tay tôi đầm ná đầm bay đặt gió nơi tên lập tiếp đi đầm bay chạy chun vòng vòng từ học kia trẻ sinh ra cầm sang tập bài tập đông cầm long phiên tay hát lưỡi bị càng nghe mà để ra một ngày quên đi tiền vòng vòng tiền nhóm nơi một quên càng nghe tay tam cái cà đi lên luôn tìm tay đi ca tìm để vô chuốc để cầm một co và bên đây chặt co ta hạ co luộc tay tay kiếm xe bom ôn cạ xịt co luộc tay tay hôm nay cầm lăng cay hôm nay chẳng mong nên tuyên các lạc con đang sẽ tung to để lao đi một toàn ban để tập ra thế và kiếm xe bom ôn này cạ xịt co cầm một co này này chuyển động mạnh mà tại sao tại làm bay chi và phim luôn đây sọc xem sang sọc lồng lồng này luộc tay tay thưa cả sĩ cam chia phần trăm một con và chia phần trăm hai nhóm ban loa tờ tua bắp thì sau hai đường tờ tua cả sầm phiền bị quát cứ quát miền dịch đây là bay đi đi là được phiền là miền mình riêng một đong đong quát tay tay để tờ tua ca nằm trong phai nằm trong vùng đất riêng hai tờ tua quát thưa ca nghe là mình cầm vô phiếng quát bạc chôm tha chôm sờ bay đi đi thì mũi cứ mình phiếng cứ cạn kia sờ kẹt nhưng mình cái đau còn thưa ca một sờ hòn thì phí còn mình chôm sờ bay đi đi mình đây là phiếng ban thưa ao quát miền tắc sầm rạp và co rồi bo cạn dịch cam đấy đây sài là bà con miền tắc cứ đầm năm rồi bà quát ban phục hồi và buôn tiết cơ quan tập đại thua cả dịch cam đi có chiến tập đại a coi trọng trọng về chủng ca tam song được coi xe quan đưa vào chủng ca xem xem biết đại quan mua bán được long long làm đầu ra đi có ai coi trọng và coi trọng từ chuyện còn lại bằng ca ba năm năm quan được tiền và vẫn còn mình tất chất sở bài đi đi nè con tay tại tập đoàn ban nữ khi mà tay đi trong lòng bên miền riêng mà lòng lòng bằng bồn bạc còn tập riêng thì chỉ chụp và tập bạc quạt và sân thì ở miền riêng đi bao cả dịch cam một bạc quạt bất chia từ khó khăn bất chia mình bán phao dây bằng bồn bạc rồi bây giờ quạt không răng chị đông đi trở lại chị ra làm bay một tốc chấp sầm rạp cốt công từ đó làm năm là bóc quan tại từ quan chậm nay là thôn thiên là dân đẹp tinh xê được chia trời tinh là xin trời tinh là vô bom chắc trời kinh ra khi ăn đau rồi mới có trời pra mà xin đừng phải ăn tận nhà làm bay bom làm bay bằng cao còn tái và xây dựng thôn mình chia được cái này miền riêng chẳng dịch ra thì thứ hai quan sở bay đi đấy là sao quan mình chậm nay cho ra đây vòng một hơi chân được phao quát bên đây là quan quan cắt bông thoi cả chậm nay từ lơ chuyển sang từ lơ cả tình thật sân từ lơ cả ông bà con tên xe đua rồi thì mình sẽ về thứ hai quan hai phao miên phao chậm nay cho ra một nát bạn miên phao chậm nay cho ra chẳng hạn chia sẻ cứ miên bọc lập lập lúc đời xa tại bà dương mình bọn khắp lọc lọc thế bà môn bạn cái chạc năng cao này trái chạc cái nhiên là bọc nhóm đi hai tập tiếp càng cao bất chế
tôi đã áp mơm khơi nha bà bồn bà mơm khơi nha chẳng ngọt với bọn đánh chết đây bà thân nhu cho làm cho bắn chết vì ăn bọn đây bọn tái vì tôi đã áp nông quê một tay tiền mà tay tiền tôi sẽ áp bởi bà và nhóm tay tay để chạy lên để gây hình như hình lúc chạy tông được cao rôm khăn chạy tông đang càng như càng thích cam khăn chạy tông được càng như ốc rôm khăn ចាំដល់នៅសិនតាមៀបផ្សេងផ្សេងខ្លះដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនសន្តោសទេបាទបងប្អូនសន្តោសទេគឺបាការធ្វើ content បែបនេះគឺជា content បែប original បងប្អូនបាទហើយគឺជា content ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំចូលបង្ហាញពីការងារហ្នឹងខ្ញុំទៅកន្លែងណាគឺខ្ញុំបង្ហាញពីសន្តោសទីនោះហើយជាទូទៅខ្ញុំ បាទខ្ញុំត្រូវជ្រាវឃើញពីការបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈ YouTube Facebook TikTok ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំក៏ចែករំលែកបាទប៉ុន្តែភាពស្នូលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការដែរនៅក្នុងមន្ទីរក្រសួងមន្ទីរក្រសួងអប់រំជាពិសេសទៀតគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលកំពុងនៅការផលិតវាចម្លាយខ្ញុំតែស្វែងរកគុណភាពអប់រំ នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាបាទហើយខ្ញុំក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងតាមដំណើរសិក្សាដែរបងប្អូនបាទគឺយើងតែងតែចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំតាមរយៈចំណេះដឹងដែលខ្ញុំសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏ដូចជានៅសាកលវិទ្យាល័យថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបាទថ្នាក់បញ្ញាបត្រចន្ទគោះតាក់ទងនឹងភាសាវិទ្យាតាក់ទងនឹងបុរាណវិធីវិទ្យាតាក់ទងប្រវត្តិវិទ្យា តាក់ទងទៅនឹងភាសាវិជាបាទតាក់ទងទៅនឹងអសរសិល្ប៍វិជាប្រៃអសរសិល្ប៍ប្រចាំអសរសិល្ប៍ទំនើបអសរសិល្ប៍បុរេបុរាណមុនក្រោយគោបាទហើយនឹងជាពិសេសទៀតគឺប្រម៉ូតបាទប្រម៉ូតនៅអសរសិល្ប៍ប្រៃបុរាណដែលផ្នែកអសរបុរាណបាទជាពិសេសទៀតគឺអសរដែលសរសេរហុកប្រាក់រស់លោកសរសេរលោកចាឆ្លាក់នៅលើ ទាំងសិលាបាទគេហៅថាសិលាចារឹកនៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់បានចូលរៀនសូត្រនៅផ្នែកបុរាណវិទ្យាលោកអាចដឹងថាអីគេសិលាចារឹកបាទថាសិលាចារឹកហ្នឹងជាអក្សរដែលមកពាក់បុរាណយើងលោកបានសរសេរកត់ត្រាជាអត្ថបទបាទអត្ថបទផ្សេងៗចាក់ដងទៅនឹងសង្គ្រាមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿសាសនាការធ្វើអំណោយការសាងសង់ផ្សេងៗនៅក្នុង អសមបាទជាថ្មដែលលោកចាជាពិសេសលោកចានៅពូលសិលានៅសសរស្ដំនៅក្លោងវាអីជាដើមនឹងបងប្អូនបាទបាទឥឡូវដោយសារមេឃភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងបងប្អូនបាទខ្ញុំត្រូវបងប្អូនអត់ភ្លៀងអត់ចោលអត់អីចឹងអត់អីទេបងប្អូនយើងអាចទៅដំណើរទៅមុខដោយមិនសាច់ទៅអីទេបងប្អូនណា ប៉ុន្តែបើសិនជាសាច់បាទសាច់មានខ្លាំងក៏តែយើងដាក់ដាក់ដំបូលចុះដើម្បីឲ្យបាំងទឹកបងប្អូនបាំងទឹកបាទបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមខ្លែងបន្តិចសិនទៅខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំសាបាទសូមឲ្យមានការសាការអីខ្លាំងពេកបងប្អូនបាទសូមគោរពទៀត សូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណចំពោះការចូលតាមស្ដាប់នៅទិដ្ឋភាពខ្លះៗទាំងអស់នេះបាទសូមគោរពលា